Chương 21. Bạn thân thiết người thân bạn bè, tuyệt không bán ra. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Đúng vậy a, Sở Thần đồng học, ván này không lại dùng đánh, ngươi thắng. Dưới đài đồng nhan cự cái gì kính mắt nương Trầm Quân Nhã đồng dạng nói ra. Nhìn đến nữ thần của mình cư nhiên như thế, giờ khắc này tiểu mập mạp Trương Phong cảm giác đỉnh đầu của mình đó là một mảnh xanh mượt thảo nguyên, cả người đều lục thấu, còn có chung quanh đồng học nhìn mình ánh mắt. Người nào thua, đến bây giờ Sở Thần đồng học đều không có xuất thủ, muốn là coi như hiện tại chúng ta vẫn là một cái ngang tay, huống hồ lá bài tẩy của ta thế nhưng là phòng ngự khôi lỗi, nếu như hắn không phá được phòng ngự của ta, ta liệt diễm đường lan khôi lỗi cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi. Tiểu mập mạp Trương Phong lúc này nhảy dựng lên. Trúc cơ kỳ loại hình phòng ngự khôi lỗi, thật là quá tốt rồi, muốn chẳng phải nói ngủ gật thời điểm thì có người trực tiếp đem gối đầu đưa tới. Trước đó Sở Thần vẫn muốn kiểm tra một chút tiểu cấp chân thực chiến lực, thế nhưng là phi tiêu khảo nghiệm mục tiêu. Hiện tại tiểu mập mạp, Trương Phong cái này một cái trúc cơ kỳ đại địa tông hùng thật là không thể tốt hơn mục tiêu. Sở Thần đối với liệt diễm khuyển tiểu cấp đánh một thủ thế, tiểu cấp dây hiểu. Sau đó bắp chân dùng lực, hướng về kia một cái loại hình phòng ngự trúc cơ kỳ yêu thú khôi lỗi vọt tới. Vây quanh cái này một cái đại địa tông hùng vòng vo vài vòng, tiểu cấp tự hồ cũng không có phát hiện phòng ngự của hắn lỗ thủng. Mà tại dưới đài đồng học trong mắt đại địa tông hùng chung quanh, xuất hiện một vòng màu đỏ ánh sáng, mà trên đài đã mất đi liệt diễm khuyển bóng người. Không cần phải nói đạo ánh sáng này hẳn là Sở Thần một con kia linh thú liệt diễm khuyển. Đây là cái gì? Tốc độ thật nhanh. Đây là tất cả đồng học lúc này duy nhất ý nghĩ. Bởi vì hiện tại liệt diễm khuyển tốc độ đã sớm nhanh đến thật không thể tin, trở thành một vệt ánh sáng. Cái này một cái liệt diễm khuyển, nó thật chỉ có nhất giai trung kỳ sao? Cùng lúc đó, từng đợt móng tay hoạt động thanh âm tại trường quán bên trong vang lên. Đại địa tông hùng chung quanh xin cái kia một đạo màu vàng đất vòng phòng hộ, bắn ra vô số tia lửa. Mà những thứ này tia lửa sau đó, vòng phòng hộ tạo nên từng đợt gợn sóng. Rất nhanh đại địa tông hùng vòng phòng hộ, truyền đến răng rắc thanh âm. Nghe được cái này răng rắc thanh âm, tiểu mập mạp Trương Phong sắc mặt cực nhanh phát sinh biến hóa. Cái này một con chó rốt cuộc là thứ gì? Muốn biết mình đại địa tông hùng nhưng là chân chính trúc cơ kỳ loại hình phòng ngự yêu thú, cái này một cái loại hình phòng ngự yêu thú, chính mình thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua về. Bây giờ đang ở cái này một cái liệt diễm khuyển móng vuốt công kích đến, lại có vỡ tan dấu hiệu. Kỳ thật cũng không phải là liệt diễm khuyển loại này linh thú khủng bố, mà chính là Sở Thần cái này một con linh thú liệt diễm khuyển khủng bố. Đơn giản thăm dò về sau, Sở Thần đã đại khái hiểu rõ liệt diễm khuyển công kích năng lực. Cũng có lẽ bây giờ trúc cơ kỳ yêu thú còn không đánh lại, có thể trúc cơ kỳ trở xuống đâu. Sở Thần có lý do tin tưởng, ngụy trúc cơ kỳ yêu thú, chính mình cái này một cái liệt diễm khuyển đều có năng lực cùng bọn hắn tách ra một ra tay cổ tay. Nhìn đến đại địa tông hùng trên người vòng phòng hộ cũng không có bởi vì liệt diễm khuyển công kích mà phá, tiểu mập mạp Trương Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng nói ván này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Thế nhưng là Sở Thần không có cho hắn cơ hội, ánh mắt rơi vào một con kia đại địa tông hùng trên thân, sau đó mở miệng nói ra. Trương Phong đồng học, cẩn thận, đến đón lấy tiểu cấp muốn là dùng nó hỏa diễm công kích. Cái gì, thế mà còn muốn sử dụng hỏa diễm công kích? Tiểu mập mạp Trương Phong tuyệt vọng kêu lên. Mọi người cũng là thần sắc ngưng trọng, tại kiến thức đến cái này liệt diễm khuyển biểu hiện về sau, bọn họ cũng đều biết, cái này hỏa diễm thổ tức, sợ là cũng muốn hơn xa phổ thông liệt diễm khuyển đi. Tại Sở Thần ý niệm truyền đến phía dưới, liệt diễm khuyển ngẩng đầu lên. Sau đó toàn bộ chó do nội hướng ngoại bắt đầu bắn ra hỏa diễm, toàn bộ thân thể trở thành một bộ hỏa diễm thân thế. Hô! Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, thoáng đụng chạm tới cái kia cái trúc cơ kỳ cấp bậc đại địa tông hùng vòng phòng hộ. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia đại địa tông hùng trúc cơ kỳ vòng phòng hộ tự như là tuyết dung tan trong nước một dạng, trong nháy mắt thì tiêu hóa hết. Tại bọn họ nhìn soi mói, chỉ chớp mắt thì biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. May mắn là, liệt diễm khuyển đối tại hỏa diễm của chính mình chưởng khống vừa đúng, chỉ là tan rã đại địa tông hùng vòng phòng hộ, mà không có thương tới đại địa tông hùng cái này một cổ khôi lỗi thân thể. Nhưng là, Tiểu mập mạp Trương Phong thời khắc này sắc mặt đã sợ đến lại không huyết sắc. Thân thể của hắn căng cứng đứng đấy, không dám có một chút hiểu lầm. Có thể trong nháy mắt tan rã trúc cơ kỳ vòng phòng hộ thổ tức. Cuối cùng là bao lớn uy lực a. Dù sao, hắn là không muốn nhắm nháp mảy may. Còn có, đây là cái gì chủng loại chó a? Trên thế giới, có khủng bố như vậy chó a? Một bên thủ hộ lão sư sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như cái này hỏa diễm là hướng về chính mình tới, như vậy, chính mình chống đỡ được a? Có lẽ, cần phải, có lẽ, có khả năng. Chính mình cũng phải bị thua thiệt đi. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Luận võ kết thúc, Sở Thần chiến thắng. Cuối cùng kết thúc sao? Tại lão sư tuyên bố trận đấu kết thúc giờ khắc này, tiểu mập mạp Trương Phong trực tiếp ngồi trên mặt đất. Vừa mới cái kia một trận chiến đấu, cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn, hắn không nghĩ tới, lá bài tẩy của mình đều lấy ra tới, thế mà còn là thua. Mà lại thua còn thảm như vậy, hắn có một loại cảm giác Sở Thần cái này một con linh thú vừa mới cái kia một trận chiến đấu bên trong, cũng không có sử dụng toàn lực. Nghĩ tới đây, tiểu mập mạp Trương Phong nhìn về phía Sở Thần ánh mắt nhiều một chút không rõ cảm tình. Sở Thần, ngươi thật là quá tuyệt vời. Trầm Quân Nhã đi đến Sở Thần bên người, quen thuộc vỗ một cái Sở Thần bả vai. Sau đó đem tiểu cấp kéo tới, bắt đầu một vòng mới cực kỳ tàn ác chà đạp, vừa chà xoa đầu của nó, vừa nói. Không nghĩ tới ngươi đầu này chó còn rất lợi hại mà. Tiểu cấp cũng bó tay rồi, nguyên lai, không chỉ là chủ nhân của mình so sánh chó, chủ nhân những thứ này đồng học đồng dạng đều rất chó a. Một đoàn người hướng về lớp học đi đến, mà Trầm Quân Nghiên cố ý đi tại đám người đằng sau, cùng Sở Thần tạo thành song song. Ngươi cái này một con linh thú thật rất không tệ. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Trầm Quân Nghiên đối với bên người Sở Thần nói ra. Sở Thần rõ ràng sững sờ, câu nói này có ý tứ gì? Tiểu cấp là bạn chí thân của ta, người thân bạn bè, cho nên tuyệt không đối không bán ra. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22. Giá tiền. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Ai muốn mua ngươi cái này một con linh thú? Trầm Quân Nhiên giận dữ. Có thể hay không vui sướng tán gẫu? Sở Thần cười ha ha. Chỉ cần không phải muốn mua ta linh thú, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Đây chính là ngươi nói. Trầm Quân Nhiên, giảo hoạt cười. Sở Thần đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh, tự hồ lâm vào cái gì bẫy rập một dạng. Nghe nói qua thứ nguyên toái phiến không gian sao? Thứ nguyên toái phiến không gian. Sở Thần đương nhiên nghe nói qua, phải biết tại Thiên Hải khu vực bên ngoài, ngoài trừ Cựu Thành phế tích cái này ngoài trời đại hình tân thủ huấn luyện địa, chỉ còn lại chính là cái này đến cái khác thứ nguyên toái phiến không gian. Những thứ này thứ nguyên toái phiến không gian lại được xưng là không gian bí cảnh hoặc là không gian bí cảnh. Sở Thần không nghĩ tới, Trầm Quân Nghiên thật tốt, thế mà lại nhấc lên cái này. Thiên Hải thành phụ cận có 13 cái thứ nguyên toái phiến không gian, không có ai biết những thứ này thứ nguyên toái phiến không gian có thể liên tiếp đến địa phương nào. Nhưng là, mỗi một cái thứ nguyên toái phiến không gian đều có trọng binh trấn giữ, vì chính là phòng ngừa thứ nguyên toái phiến không gian bên trong sinh vật cường đại đi ra, nguy hại đến nhân loại. Nghe Hồng Tứ Châu phát sinh sự tình, không có người muốn dẫm lên vết xe đổ. Mà lại những thứ này thứ nguyên toái phiến không gian đều có chính mình cấm chế, đối với tiến vào người tu vi đẳng cấp có yêu cầu nghiêm khắc. Số 7 thứ nguyên toái phiến không gian bên trong có vô số yêu thú, thực lực của bọn hắn đều tại luyện khí cùng trúc cơ ở giữa, trong đó có một đầu trúc cơ kỳ tử vong tri chu vương. Trầm Quân Nghiên nói đến đây dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thần nói tiếp. Bây giờ ta đã đến luyện khí tầng 9, muốn đột phá trúc cơ kỳ, liền cần một dạng linh môi. Sở Thần trong lòng hơi động một chút. Ngươi là cần một con kia tử vong tri chu vương yêu thú tinh hạch. Ngươi sai, yêu thú chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ, nó yêu thú tinh hạch sẽ tự động tiến hóa thành là yêu đan, mà ta cần chính là cái này một cái tử vong tri chu vương yêu đan. Nghe được Trầm Quân Nghiên thừa nhận, Sở Thần cười ha ha nói. Lớp trưởng phải biết ngươi thế nhưng là chúng ta hoa khôi của trường, chỉ cần ngươi lên cao vung lên liền sẽ có vô số nam sinh vì ngươi xông pha khói lửa, không cần nói là trúc cơ kỳ tử vong tri chu vương, liền xem như kim đan kỳ yêu thú, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ giúp ngươi bắt trở lại. Suốt ngày đều là nói vớ nói vẩn. Trầm Quân Nhiên hơi hơi tức giận, Sở Thần gia hỏa này chính mình lời đã nói như vậy minh bạch, thế mà còn cùng mình giả ngu. Ta tu luyện sự tình phù triện đại đạo, muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, nhất định phải theo bản mệnh linh phù phía trên động thủ, mà cái này một cái tử vong tri chu vương yêu đang đối với ta bản mệnh linh phù có trợ giúp thật lớn, cho nên ta nhất định phải thân thủ chém giết cái này một cái tử vong tri chu vương, sau đó tại trong vòng một khắc đồng hồ lấy ra yêu đan, không phải vậy cái này một cái yêu đan thì vô dụng. Nghe Trầm Quân Nhiên giải thích, Sở Thần mới chợt hiểu ra, nguyên lai đột phá trúc cơ còn có yêu cầu như vậy. Nghĩ đến chính mình hơn 3.000 năm tu vi, thế mà vừa mới luyện khí 6 tầng, nếu quả như thật để cho mình đột phá trúc cơ, cái kia cần thiết tu vi không ít nhất cũng phải 1.000 năm a. Nghĩ tới đây, Sở Thần không khỏi ngọa tào một câu, chính mình chỉ muốn đến trúc cơ kỳ cũng là 1.000 năm lão yêu. Suy nghĩ một chút nội tâm còn có một chút kích động. Sở Thần chính tại ý dâm thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy Trầm Quân Nhiên ánh mắt vội vàng hỏi. Như vậy lớp trưởng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cái này một con linh thú thực lực đặc biệt mạnh, nhất là nó hỏa diễm thân thế cùng hỏa diễm công kích đều 10 phần ra sức, ta tin tưởng có trợ giúp của hắn, hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm đánh bại tử vong tri chu vương. Nói đến đây Trầm Quân Nhiên ánh mắt sáng rực, phóng xạ ra dị dạng hào quang, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. 3 ngày, ta muốn mượn dùng ngươi linh thú liệt diễm khuyển 3 ngày. Đương nhiên, ta sẽ thanh toán thuê mướn ngươi phí dụng, hôm nay đồng dạng xem như thuê mướn thời gian của ngươi. Trầm Quân Nhiên nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thần, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào liệt diễm khuyển trên thân. Sở Thần nhìn thoáng qua tại Trầm Quân Nhã trong ngực cầu sinh tiểu cáp, quay đầu vừa nhìn về phía Trầm Quân Nhiên. Lớp trưởng, nếu như ngươi muốn mượn dùng tiểu cáp mà nói đoán chừng rất khó, dù sao tiểu cáp tính cách có một chút kia là cái gì, xa cách ta, ngươi rất khó hàng phục nó. Ngươi nói cũng đúng. Trầm Quân Nhiên thở dài một tiếng, nói thật dưới cái nhìn của nàng Sở Thần giác tỉnh, bất quá vừa mới 10 ngày, thế nhưng là đã có thể khế ước một cái nhất giai trung kỳ linh thú, hắn thấy, giữa hai người cần phải có rất sâu ràng buộc. Hiện tại để cho người khác bỗng nhiên tiếp nhận tiểu cáp, đoán chừng rất khó muốn Sở Thần dạng này chỉ huy như cánh tay làm cho. Nghĩ tới đây Trầm Quân Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Lớp trưởng, kỳ thật còn có một biện pháp. À, cái gì? Ta cùng đi với ngươi. Ngươi? Không được, ngươi tu vi quá thấp, ta sợ ra chuyện. Không sao, ngươi không phải khí hồn giác tỉnh giả bên trong phù triện sư sao? Cho thêm ta một chút có thể bảo mệnh phòng ngự phù lục phòng thân chính là. Trầm Quân Nhiên đôi mi thanh tú cau lại, lâm vào buồn rầu bên trong. Sở Thần vẫn chưa thúc giục, cười cười về sau, mang theo liệt diễm khuyển tiểu cáp đi. Hắn trong trường học đi dạo một vòng, thế mới biết, vị kia nguyên bản muốn về trường học ngự thú sư lão sư, bởi vì bí cảnh quá to lớn, cho nên lại lần nữa xin nghỉ. Không có cách, Sở Thần đành phải phủi mông một cái, đi về nhà. Linh tu cũng là như thế, bồi dưỡng linh thú, chỉ huy linh thú chiến đấu, mới là bọn họ lớn nhất cần việc cần phải làm. Nếu như một cái ngự thú sư, mỗi ngày đợi trong trường học, ngược lại sẽ có vẻ không bình thường. Về đến trong nhà, liệt diễm khuyển quen thuộc tránh thoát Sở Thần trong tay cái kia một đầu trói buộc bọn họ dây thừng, sau đó nhanh chóng hướng về ghế salon của mình chạy tới. Cô. Tiểu cáp nghe được bụng của mình thế mà ùng ục kêu lên, phải biết hôm nay là buổi sáng đi ra, lại đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, hiện tại đã tiếp cận xế chiều. Tiểu cáp đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại nó duy nhất cảm giác cũng là đói bụng. Sở Thần lấy ra cẩu lương, xem như khao tiểu cáp hôm nay cái kia đặc sắc biểu hiện. Nhìn lấy tiểu cáp ở nơi đó ăn như gió cuốn, Sở Thần cũng bắt đầu chuẩn bị từ bản thân buổi trưa cơm tối. Về phần tại sao nói là buổi trưa cơm tối, bởi vì hiện tại cái này thời gian ăn cơm trưa đã quá muộn, ăn cơm chiều lại quá sớm, coi như nó là trà chiều, cũng qua thời gian. Cho nên, Sở Thần trực tiếp liền mang theo cơm tối cùng một chỗ giải quyết. Dùng cơm hoàn tất về sau, tiểu cáp rất nhường nhuyễn nhảy tới Sở Thần bên người, dùng nó con chó kia đỉnh đầu đỉnh Sở Thần cánh tay. Sở Thần yên lặng cười một tiếng, xem ra quán đỉnh là thật để tiểu cáp nghiện, hiện tại hắn thế mà thúc chính mình. Sở Thần ở trong lòng mặc niệm một câu hệ thống. Sau đó liền đem 100 năm tu vi quán thâu vào tiểu cáp bên trong thân thể. Cái kia bàn quay bắt đầu chuyển động, làm nó dừng lại một khắc này. Kim đồng hồ đúng lúc chỉ tại 8, cái số này phía trên. Không tính quá tốt, nhưng cũng không tính kém. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23. Chó đều sẽ phát cu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Gu. Ngươi đối đứa bé kia làm cái gì? Quái thú. Ta đem giấc mộng của hắn cầm tới. Gu. Không được. Đem mộng tưởng trả lại hắn, đứa bé kia mộng tưởng chỉ thuộc về chính hắn. Quái thú. Tiểu hài tử không cần mộng tưởng, tại bọn họ lớn lên trước đó chỉ cần giống búp bê cùng đồ chơi một dạng bị người bài bố là có thể. Gu. Ta chiếu lên thời điểm, ngươi vẫn là đứng đấy đi tiểu. Thanh xuân không có, còn tốt tuổi thơ của ta không phải một con kia màu hồng máy sấy heo. Kỳ thật gấp 8 lần cái này một con số cũng không tệ lắm, dù sao toàn bộ trên bàn quay 2 đến 30 chiếm hơn nữa. Ngươi cho linh thú liệt diễm khuyển tiểu cáp quán thâu 100 năm tu vi, ngươi đạt được quán đỉnh trả về hệ thống biếu tặng, bàn quay 8 lần trả về, thu hoạch được 800 năm tu vi. Ngươi linh thú liệt diễm khuyển thu được 100 năm linh lực tu vi, thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Ngươi nắm giữ 400 năm linh lực tu vi tấn thăng làm luyện khí kỳ 8 tầng. Nhất thời, một cổ cực kỳ to lớn tu vi, theo bên trong đan điền sôi trào mà lên. Sở Thần cảm giác được chính mình cả người đều thăng hoa. Muốn là đem gần 1000 năm linh lực tu vi. Nếu như Sở Thần tu luyện là phổ thông công pháp, lấy hắn hiện tại 4000 năm tu vi, đừng nói cái gì trúc cơ kỳ, cũng là tấn thăng kim đan kỳ có khả năng, thế nhưng là, ở nơi đáng chết này, cửu kiếp ngự thần quyết, công pháp áp chế xuống, hiện tại mới miễn cưỡng đột phá luyện khí 8 tầng, nghĩ đến đón lấy đột phá trúc cơ kỳ cái kia một cửa ải, Sở Thần thì có một ít nhức đầu. Đương nhiên, những thứ này không lỗi thời Sở Thần cá nhân phán đoán thôi, thật chính là muốn đột phá trúc cơ kỳ, thiên địa nhân cùng, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại con đường tu hành, cần vô số thiên tài địa bảo, gia tăng tu vi đang dược tiến hành phụ trợ, nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào khổ tu, đoán chừng kim đan kỳ cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng là thuốc 3 phần độc, đang trong dược một cách tự nhiên sẽ mang theo đan độc, mặc dù nói những thứ này đan độc cũng có biện pháp đi trừ. Thật là muốn dựa vào đan dược đến gia tăng 1000 năm linh lực tu vi, đoán chừng người dùng đã sớm độc phát thân vong. Hiện tại chính mình, quán đỉnh một lần, hệ thống trả về tu vi, thì tương đương với duy nhất một lần phục dụng trên 100 viên gia tăng linh lực tu vi đan dược. Hơn nữa còn không cần lo lắng đan độc nguy hại, chỉ là lần nữa muốn lên công pháp của mình, Sở Thần cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mà lúc này liệt diễm khuyển tiểu cát, ở một bên sớm đã đợi không kịp, đoạn thời gian này, tiểu chủ nhân đã thật lâu không có mang chính mình ra ngoài đi tản bộ. Tiểu cáp ngậm tới chính mình vòng cổ, sau đó quay chung quanh tại Sở Thần bên người không ngừng ngoắc cái đuôi. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Sở Thần lập tức hiểu tiểu cáp ý nghĩ. Tiểu cáp gâu 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 kêu vài tiếng, cái đuôi dao động càng thêm vui sướng. Nhìn ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, cho nên thì khen thưởng chính ngươi đi ra ngoài chơi đi, thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đi ra ngoài chơi có thể tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. Sở Thần vỗ một cái tiểu cáp đầu dặn dò. Tiểu cáp biểu thị mình biết rồi, gâu 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 lại kêu vài tiếng, sau đó thuần thục mở cửa phòng ra. Đi ra ngoài chơi có thể, ngủ gật nhớ kỹ, muốn là trở về ăn, liền không có ngươi cơm tối ăn. Ngay tại tiểu cáp đi tới cửa thời điểm, Sở Thần lần nữa nói một câu. Tiểu cáp cũng không quay đầu lại gâu 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 kêu 3 tiếng, biểu thị tự mình biết. Sau đó hết sức quen thuộc ấn mở thang máy, hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn lấy rời đi tiểu cáp, Sở Thần cũng chỉ là lắc đầu, ngẫm lại xem, từ khi tu luyện tới hiện tại, hết thảy hơn 10 ngày, giống như mỗi ngày chính mình cũng không có thật tốt ngủ một giấc. Vừa tốt hôm nay có thời gian, đem trước đó thiếu giấc ngủ thời gian duy nhất một lần đều bù lại. Nghĩ tới đây, Sở Thần đơn giản tại phòng vệ sinh tắm rửa về sau liền lên giường ngủ. Đến mức cơm tối cái gì, không phải mới vừa ăn rồi sao? Tiểu cáp đi xuống lầu về sau, hưng phấn mà chạy. Bây giờ nó đã nắm giữ hơn 500 năm linh lực tu vi, nhưng là tình huống lại cùng chủ nhân của nó một dạng. Nếu như đặt ở đồng dạng linh thú trên thân, 500 năm tu vi sớm nên tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành nhị giai linh thú. Có thể là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bây giờ Tiểu Cáp vẫn ở vào nhất giai trung kỳ. Đương nhiên, nó năng lực thực chiến khẳng định không chỉ luyện khí kỳ, dù sao hôm nay cái kia một trận chiến đấu liền có thể nhìn ra. Rời đi tiểu khu về sau, Liệt Diễm khuyển triệt để buông ra nhanh chóng chạy, tốc độ so với nguyên lai nhanh hơn gấp 10 lần. Khi tìm thấy một cái thấp bé nhà về sau, Liệt Diễm khuyển nhanh chóng bò lên trên nóc phòng, sau đó xây nhà ở đỉnh không ngừng hướng về nơi xa nhảy xuống. Nếu như Sở Thần ở chỗ này nhìn đến, nhất định sẽ đậu đen rau muốn nói hai chữ. Mẹ nó! Hiện tại chó đều sẽ phát cu. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể thành công vượt qua một tòa đại lâu. Đến mức nói Liệt Diễm khuyển lần này sau khi rời đi thì không trở về, loại vấn đề này căn bản cũng không cần lo lắng. Trước không cần nói, Tiểu Cáp trên người một cái kia khế ước, coi như không có cái này một cái khế ước, Tiểu Cáp cũng sẽ không rời đi Sở Thần. Theo xuất sinh đến bây giờ làm bạn, sớm đã để Tiểu Cáp cùng chính mình cái này tiểu chủ nhân thành lập thâm hậu hữu tình. Huống hồ, bây giờ Tiểu Cáp cũng không phải người ngu, phải biết, tại chính mình tiểu chủ nhân mỗi ngày 100 năm tu vi học dưới đỉnh, tu vi của mình, đó cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như mình rời đi, tiểu chủ nhân, đến lúc đó một lần nữa tìm một con linh thú, vậy liền mỗi ngày 100 năm linh lực tu vi học đỉnh thức tăng trưởng không thuận tiện nghi, còn lại yêu diễm tiện hóa sao? Kỳ thật đoạn thời gian này quán đỉnh, Tiểu Cáp chẳng những cảm giác được chính mình tu vi nhanh chóng tăng trưởng, càng là cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ lực lượng thần bí, mơ hồ chính đang thức tỉnh. Hắn hiện tại 10 phần bức thiết muốn đem cái này một cổ lực lượng cho kích phát ra tới. Bất quá hơn 1 giờ thời gian, Tiểu Cáp đã chạy đến lần trước Sở Thần mang chính mình tới cựu thành phế tích biên giới. Kỳ thật dọc theo con đường này, Tiểu Cáp hành động đã sớm bị che kín thiên hải giống như yêu thú ra đa cho quét hình đến. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Cáp trên thân cái kia Sở Thần khế ước ấn ký, đoán chừng Tiểu Cáp sớm đã bị định nghĩa vì nguy hiểm yêu thú, sau đó thiên hải khu vực xuất động, cường giả trực tiếp đưa nó mạt sát. Dù sao đối với những cái kia nguy hiểm yêu thú, thiên hải khu vực nhất quán chính sách cũng là có giết nhầm, chưa thả qua. Nói thật Tiểu Cáp chân chính có trí tuệ của mình thời gian, cũng bất quá hơn 10 ngày, tại cái này trong hơn 10 ngày, duy nhất để hắn cái chỗ ở, cũng chính là chỗ này thiên hải khu vực cựu thành phế tích. Mặc dù nói đoạn thời gian này hắn mỗi một ngày tu vi đều có 100 năm tăng trưởng, thế nhưng là mỗi khi hắn nhìn chăm chú chính mình tiểu chủ nhân thời điểm, hắn đều có một loại đối mặt thâm uyên cảm giác. Cho nên tại chính mình tiểu chủ nhân trước mặt, Tiểu Cáp triệt để đem HC bản tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần có thể sợ, tuyệt đối sẽ không sợ một chút. Thế nhưng là làm hắn rời đi tiểu chủ nhân bên người về sau, trên thân cái kia một loại không an phận ghen, trực tiếp kích hoạt lên. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là động đất à không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24. Lão đại, ta đói. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Nếu như có người cho rằng Tiểu Cáp thật chỉ là một đầu sủng vật cẩu, như vậy người này thật cũng là chó. Bởi vì tại Sở Thần bên người, Tiểu Cáp chỉ có thể trở thành một cái sủng vật cẩu, mà tại cái này cựu thành phế tích bên trong, Tiểu Cáp có thể triệt để phóng xuất ra tâm tính của mình, quấy mưa gió gây sóng gió. Tiểu Cáp đứng tại một chỗ bỏ hoang cao ốc mái nhà, mà cách đó không xa đang tiến hành một trận chiến đấu. Lão đại, xem ra hôm nay chúng ta là tránh không khỏi, muốn không cùng này một đám súc sinh liều mạng. Tại chỗ này phế tích cách đó không xa, 3 người tộc tu sĩ kết thành tam giác chiến trận, mỗi người thủ vệ một góc, ngăn cản phốc tập mà đến thị huyết cốt lang. Những thứ này thị huyết cốt lang không giống với những cái kia phổ thông cốt lang, đây đều là tiến vào phẩm giai yêu thú. Mà lại thấp nhất đều là nhất giai sơ kỳ, mà lúc này bầy sói ước chừng có 200 con hai bên. Kỳ thật, tại phế tích bên trong gặp phải lớn như vậy một cái bầy sói, hoàn toàn có thể kêu gọi những nhân loại khác cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng là 3 người này vị trí có chút xấu hổ, nơi đây ở vào cựu thành phế tích góc Tây Bắc, đã thuộc về phế tích bên ngoài. Mà chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động giác tỉnh giả, thực lực của bọn hắn khẳng định cũng sẽ không quá cao. Muốn trách thì trách 3 người này tiện tay, tại dọc đường những thứ này thì huyết cốt lang trụ sở thời điểm, phát hiện một cái huyết tinh. Phải biết huyết tinh loại vật này tuy nhiên không tính là thiên tài địa bảo, thế nhưng là cũng là luyện khí cùng trúc cơ kỳ 10 phần được hoan nghênh đồ vật, tại trên thị trường có thể bán ra một cái tốt giá cả. Ba người ăn nhịp với nhau, lặng lẽ chui vào, sau đó cầm lấy cái này một cái huyết tinh liền nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới, ba người động tác triệt để chọc giận này một đám thị huyết cốt lang. Sau đó thì phát sinh trước mắt tình cảnh này. Lúc này, ba người chung quanh đã có hơn 30 bộ thị huyết cốt lang thi thể, hiển nhiên ba người ở chỗ này đã trải qua một trận kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng là, nhìn lấy chung quanh không ngừng tụ lại tới thị huyết cốt lang, ba người nắm chặt binh khí trong tay. Ba người này tất cả đều là võ hồn giác tỉnh giả, tu vi cũng tất cả đều đạt đến luyện khí hậu kỳ, nguyên bản đối phó những thứ này thì huyết cốt lang là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là gần 6 giờ chiến đấu, đã sớm để trên người bọn họ phù triện, đang dược tiêu hao sạch sẽ. Không thể xúc động, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tìm được một con kia lang vương đem hắn đánh giết, như vậy này một đám sói liền sẽ thối lui. Một cái rõ ràng là lão đại nam tử mở miệng nói ra. Thế nhưng là lão đại, ngươi nhìn nơi này tất cả đều là thị huyết cốt lang, chúng ta đã giết hơn 30 con, bây giờ còn có không sai biệt lắm hơn 300 con, mà lại số lượng này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, lão đại, muốn không chúng ta phát tín hiệu cầu cứu đi. Không thể, tín hiệu cầu cứu một khi phát ra, như vậy chúng ta lần này thu hoạch đồ vật liền muốn toàn bộ nộp lên, chờ một chút, chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng là không phát tín hiệu cầu cứu, ta sợ chúng ta không kiên trì nổi. Lại chờ chút. Dạng này đại quy mô thị huyết cốt lang nhóm khẳng định có lấy lang vương tồn tại, mà lại nơi này vốn là cựu thành phế tích bên ngoài. Cho nên ba người có lý do tin tưởng, lấy bọn họ luyện khí hậu kỳ thực lực, chỉ cần tìm được một con kia lang vương, hoàn toàn có năng lực đem đánh giết. Chỉ cần lang vương chết rồi, như vậy nguy cơ tự nhiên sẽ giải quyết. Đến mức lang vương là trúc cơ kỳ yêu thú, điểm này bọn họ hoàn toàn sẽ không lo lắng. Bởi vì nơi này là cựu thành phế tích, chỉ cần có yêu thú đột phá đến trúc cơ kỳ, như vậy thì nhất định sẽ bị thủ vệ này phế tích thành vệ quân vây quét. Ngao ô! Ngay tại cái này không khí khẩn trương bên trong, một tiếng tru lên hấp dẫn mọi ánh mắt. Phải biết hiện tại cuộc chiến đấu này, đã sớm để chung quanh những cái kia đẳng cấp thấp yêu thú chạy trối chết. Dù sao thì huyết cốt lang cái này một loại quần cư sinh vật, chiến đấu lực là 10 phần kinh khủng. Mà lại chỉ cần không phải bọn họ tộc loại, đều là bọn họ thực vật. Thế mà, ngay sau đó bọn họ liền phát hiện một đạo hỏa diễm từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào chiến trường ngay trung tâm. Tam huynh đệ trực tiếp cảm giác hỏa diễm khí tức, cái kia cháy bỏng sóng nhiệt trực tiếp đem trên người bọn họ lông tơ tất cả đều phần đốt sạch sẽ. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện, bọn hắn hôm nay ở vào một cái biển lửa trung ương, mà những ngọn lửa này tại đốt cháy đến chung quanh bọn họ thời điểm tự động dập tắt. Lão đại, chúng ta là không phải được cứu. Lão Tam nhìn lấy đại ca của mình hỏi. Thật mạnh hỏa diễm. Lão đại nhìn không được cảm thán một câu, lúc này, ánh mắt của hắn thấy được một cái kia phản phất là từ trên 9 tầng trời buông xuống sinh vật. Đây là nhất giai linh thú. Liệt diễm khuyển. Làm sao có thể? Liệt diễm khuyển làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Lúc này, bọn họ đã phát hiện trong vòng 100 thước ánh mắt chiếu tới hết thảy, tất cả đều là một cái biển lửa. Mà cái kia gần 300 con thị huyết cốt lang tại cái này trong ngọn lửa kêu thảm, cuồn cuộn lấy tựa hồ hy vọng trên đất bùn đất có thể dập tắt trên người bọn họ liệt hỏa. Thế nhưng là hết thảy đều là phí công, rất nhanh, cái này một vùng phế tích truyền ra từng đợt mùi thịt. Nghe cái này một cổ mùi thịt, Tam huynh đệ nuốt nước miếng một cái, hơn 6 giờ, bọn họ giọt nước không vào, hiện tại bọn hắn cảm giác được bụng của mình đói bụng. Lão đại, ta đói. Tại loại này khẩn trương hoàn cảnh bên trong, chắc chắn sẽ có người không hợp thời đánh gãy hắn. Nghe bên cạnh mình lão nhị cái bụng truyền đến ụt ụt gọi, rất lớn vậy vuốt ve một chút bụng của mình, nói thật, hắn cũng đói bụng. Thế nhưng là nguy hiểm còn không có giải trừ, bởi vì có thể trong nháy mắt đốt giết hơn 300 con thị huyết cốt lang linh thú, lại làm sao có thể là đơn giản tồn tại. Cái này một cái liệt diễm khuyển là địch hay bạn, hiện tại bọn hắn Tam huynh đệ còn không thể xác nhận. Thế mà, ngay tại Tam huynh đệ còn đang thảo luận cái bụng làm sao lấp đầy thời điểm, một đạo màu bạc quang trong nháy mắt xé rách hỏa diễm, hướng lấy trong ngọn lửa liệt diễm khuyển đánh tới. Cẩn thận! Lão đại vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là hết thảy đã muộn, lúc này thời điểm bọn họ mới nhìn đến vừa mới xuất hiện cái kia một bóng người. Một cái toàn thân màu bạc sói, Theo đạo lý nói thì huyết cốt lang toàn thân tóc đỏ, mà cái này một cái lang vương thế mà lại là một cái màu bạc sói. Mấu chốt nhất là, cái này một cái thân thể của lang vương thế mà so với cái kia thì huyết cốt lang còn muốn nhỏ số một. Thì huyết ngân lang vương cũng không nghĩ tới chính mình đánh lén lại bị tránh thoát đi. Lúc này nó tại hỏa diễm phía trên, không ngừng độ bước, mỗi bước ra một bước thì có một phương hỏa diễm tùy theo dập tắt. Làm sao có thể? Thì huyết ngân lang vương thế mà lại là trúc cơ kỳ yêu thú. Lúc này, tam huynh đệ nhìn lấy cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện thì huyết ngân lang vương, trong ánh mắt tất cả đều là thật không thể tin. Mẹ nó, cái này một cái thì huyết ngân lang vương quả thực so hắc si còn muốn chó. Hiện tại tam huynh đệ mới phát hiện, cái này một cái là thị huyết ngân lang vương đối phó bọn hắn ba cái luyện khí hậu kỳ giác tỉnh giả, thế mà còn nghĩ đến để pháo hôi phía trên đưa chúng nó đè chết. Lúc này bọn họ nhìn về phía tiểu cấp ánh mắt tràn đầy lo lắng. Dù sao cái này một cái liệt diễm khuyển biểu hiện ra thực lực cũng chính là nhất giai mà thôi, mà cái này một cái thị huyết ngân lang vương đã là nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú. Tuy nhiên chỉ có nhất giai chênh lệch, thế nhưng là cấp này cũng là trời cùng đất khác biệt. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25. Hận thiếu bốn cái chân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Thì huyết ngân lang vương hơi hơi độ bước, nó đang tìm lấy cơ hội, một cái đem trước mắt cái này một cái cam vì nhân loại chó săn liệt diễm khuyển, nhất kích tất sát cơ hội. Thế nhưng là liệt diễm khuyển tiểu cáp cứ như vậy đứng ở nơi đó, xem ra quanh thân tất cả đều là sơ hở, tuy nhiên lại như hoàn toàn không có sơ hở. Thì huyết ngân lang vương không dám tùy tiện có động tác, trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào giằng co. Bỗng nhiên, thì huyết ngân lang vương chợt phát hiện, tiểu cáp thế mà ngáp một cái, nó có một loại cảm giác, chính mình vừa mới thái độ cẩn thận, tự hồ nhận lấy làm nhục. Sau đó trực tiếp hướng về liệt diễm khuyển tiểu cáp đánh giết mà đi. Tiểu cấp nhìn đến cái này một cái sói rốt cục có động tác, nếu như giống như vừa mới chờ đợi, nó đều muốn ngủ thiếp đi. Đối mặt với một kích này, tiểu cấp giơ lên vuốt phải của chính mình, trực tiếp hướng về đối phương vỗ tới. Cái vỗ này phản phất có vạn quân lực, vừa mới vọt tới phụ cận thì huyết ngân lang vương trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tại cái kia phế tích phía trên lộn vài chục lần, sau cùng đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được. Mà tam huynh đệ lúc này đã nhìn ngay người. Cái này mẹ nó vẫn là liệt diễm khuyển sao? Thực lực này không khỏi cũng quá mạnh. Thì huyết ngân lang vương theo vách tường bò lên đi ra, dốc hết ra bỗng nhúc nhích thân thể, vừa mới một kích kia, hắn dường như cảm giác mình nhận lấy vũ nhục lớn lao. Muốn biết mình thế nhưng là đường nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú thì huyết ngân lang vương, thế mà bị trước mắt cái này một cái nhất giai chó khi dễ. Liền để nó sao có thể nhẫn. Ngao ô. Thì huyết ngân lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng sói tru tại cái này cựu thành phế tích bên trong vang lên. Mà chính là một tiếng này tiếng gào thét, làm cho cả cựu thành phế tích trúc cơ kỳ phía dưới yêu thú, tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Mà cái kia số lượng không nhiều mấy cái trúc cơ kỳ yêu thú, cũng cảm giác được cái này một cái cùng giai thú vương phẫn nộ. Theo một tiếng này tru lên, một vòng trăng tròn treo trên cao giữa trời, tất cả mây đen tất cả đều xua tan. Dưới ánh trăng, ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt bao phủ tại thị huyết ngân lang vương trên thân, thị huyết ngân lang vương thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Ngao ô! Thị huyết ngân lang vương mở ra miệng lớn, một cái ngân quả cầu ánh sáng màu trắng tại trong miệng của nó nhanh chóng tụ tập. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem phương viên và dặm bên trong tất cả đều bao phủ, thị huyết ngân lang vương trong miệng quan cầu cũng càng lúc càng lớn. Không tốt, chạy mau! Không! Toàn lực xuất thủ đánh giết nó. Ngay tại lão tam vừa mới nói muốn chạy thời điểm, lão đại trực tiếp mở miệng ngăn cản. Bởi vì lão đại biết, lúc này thời điểm nếu như bọn họ chạy, như vậy cái này một cái nhất giai liệt diễm khuyển rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Mà liệt diễm khuyển chết rồi, kết quả của bọn hắn không cần phải nói, cũng có thể nghĩ, khẳng định trốn không thoát cái này một cái trúc cơ kỳ thị huyết ngân lang vương trong tay. Cùng đến lúc đó uất ức chết đi, không bằng lúc này thời điểm liều mạng một lần. Nói không chừng phối hợp cái này một cái liệt diễm khuyển, bọn họ còn có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, huynh đệ ba người nắm chặt binh khí trong tay, điều động toàn thân còn sót lại linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là đúng lúc này, một con kia liệt diễm khuyển từ trong ra ngoài thiêu đốt ra hùng hùng hỏa diễm. Ngọn lửa kia thậm chí đem không khí chung quanh tất cả đều bốc hơi, đây chính là liệt diễm khuyển tiểu cấp kỹ năng hỏa diễm thân thế. Tiểu cấp nhanh chóng hướng về thị huyết ngân lang vương chạy đi, mỗi một bước rơi xuống đất tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Thị huyết ngân lang vương trong miệng bạch sắc quan cầu, hướng về hướng mình chạy tới liệt diễm khuyển vung đi, thế nhưng là một màn kế tiếp để hắn triệt để chấn kinh. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia đang đến gần tiểu cấp thời điểm, tiểu cấp trực tiếp mở to miệng đem một cái kia tràn ngập áp lực quan cầu nuốt. Mà hoàn thành đây hết thảy thời điểm, tiểu hoa động tác không giảm chút nào, tại chạy trên đường thậm chí còn thả một cái rắm, mà cái này một cái rắm ẩn chứa thì huyết ngân lang vương yêu lực. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần liệt diễm khuyển tiểu cát, giờ phút này thì huyết ngân lang vương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chủng tộc bí kỷ, tại cái này một cái thường thường không có gì lạ liệt diễm khuyển trên thân căn bản là lộ ra không có ý nghĩa. Thì huyết ngân lang vương hai chân đạp một cái, thay đổi thân hình nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Thế nhưng là sau một khắc, nó cảm giác được bên người nóng rực, trên người da lông tại thời khắc này truyền ra mùi khét. Nó biết, một con kia kinh khủng liệt diễm khuyển đã đến bên cạnh hắn. Giờ khắc này, thì huyết lang vương mười phần hận, vì cái gì cùng là bốn cái chân chạy, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn ta nhiều như vậy. Nó càng hận hơn thượng thiên bất công, vì cái gì chính mình một con sói đánh không lại một con chó. Còn không cho mình nhiều mọc thêm bốn cái chân. Nếu như nhiều cho mình bốn cái chân, coi như đánh không lại chính mình, cũng có thể chạy qua đi. Thế nhưng là nó không biết, tại liệt diễm khuyển toàn lực chạy dưới, coi như cho hắn trưởng thành 8 đầu chân tri chu sói hoặc là con cua sói, chạy bất quá vẫn là không chạy nổi. Mà liền tại thì huyết ngân lang vương suy nghĩ muôn vàng thời điểm, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cự trảo trực tiếp đặt tại trên đầu của nó. Phanh! Thì huyết ngân lang vương cảm giác được một trận đầu ván mắt hoa, ngay sau đó, hắn cảm giác được linh hồn của mình tại thoát ly cái này một bộ thể xác. Làm linh hồn của hắn bay hướng lên bầu trời thời điểm, hắn phát hiện mình nguyên bản thể xác chính đang nhanh chóng thiêu đốt, sau đó chỉ để lại một mảnh tro tàn. Không! Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là trúc cơ kỳ yêu thú a. Đến từ linh hồn hò hét, tuy nhiên lại không người có thể nghe được. Liệt diễm khuyển tiểu cấp ngọn lửa trên người rút đi, lộ ra nó nguyên bản dáng vẻ, chỉ là nó trên thân da lông đi qua hỏa diễm thân thế tẩy luyện, lộ ra càng thêm bóng loáng mềm mại. Bốn cái móng vuốt phía trên hỏa diễm vân vân, cũng đã bao trùm nửa cái chân. Cuộc chiến đấu này, trực tiếp để nó tiến hóa thành nhất giai hậu kỳ. Tiểu cấp gãy một chút dưới chân tro tàn, một cái tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm yêu đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tiểu cấp dùng móng vuốt gãy một chút cái này một cái yêu đan, trong ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Đối với những cái kia phổ thông yêu thú tới nói, giữa bọn hắn lẫn nhau chém giết vì chính là tranh đoạt đối phương yêu đan, theo mà nhắc tới thăng thực lực của mình. Có thể là đối với mỗi ngày đều có thể hưởng thụ sở thần quán đỉnh 100 năm linh lực tu vi tiểu cấp tới nói, cái này yêu đan bên trong ẩn chứa yêu lực thật là quá mức hỗn tạp. Nếu như hắn đem cái này một cái yêu đan trực tiếp nuốt, đoán chừng như muốn bên trong hỗn tạp chi lực luyện hóa đoán chừng cũng cần một số thời gian. Lúc này, tiểu cấp ánh mắt rơi vào một bên ba cá nhân trên người. Mà tam huynh đệ hiện tại tất cả đều há to miệng, trước mắt tình cảnh này để bọn hắn hiện tại còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Đây chính là trúc cơ kỳ yêu thú a, thế mà thì chết đi như vậy. Hiện tại hiện trường, chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ ba người cùng một con kia liệt diễm khuyển. Đột nhiên, huynh đệ ba người có một loại dự cảm xấu. Lão đại, chúng ta còn có thể trốn sao, mạnh mẽ như vậy thì huyết ngân lang vương đều chết như vậy, chúng ta. Im miệng. Làm lão đại, rõ ràng cũng rất hoảng, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Tiểu cấp cái mũi ngửi, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ dễ ngửi vị đạo, mà cái mùi này chính là đến từ huynh đệ ba người. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26, đây là phía trên phân chó. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Nhìn lấy tiểu cấp từng bước một tới gần, tam huynh đệ một trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng. Lão đại cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, sau đó đem cái kia một cái huyết tinh thả đi vào. Lão đại một mực cung kính đem cái này một cái trang lấy huyết tinh túi đặt ở cách đó không xa đất khô cằn phía trên. Còn lại hai huynh đệ nhìn đến lão đại một động tác này, khóe miệng giật một cái, thế nhưng là bọn họ không dám nói ra một cái không chữ. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn lão đại uy nghiêm, mà chính là tiểu cấp cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Phải biết cái này một cái huyết tinh là bọn họ theo thị huyết cốt lan trụ sở trộm ra. Coi như trước đó bị nhiều như vậy thì huyết cốt lan vây quét, bọn họ cũng không có nghĩ qua đem cái này một cái huyết tinh giao ra. Thế nhưng là lúc này, bọn họ lại chỉ hy vọng, có thể bằng vào vật này, để liệt diễm khuyển tiểu cấp buông tha bọn họ. Liệt diễm khuyển tiểu cấp cái mũi tại cái này một cái chứa đựng huyết tinh, cái túi phía trên ngửi ngửi, phát hiện đúng là mình trước đó ngửi thấy một cái kia vị đạo. Nó nháy mắt hai cái, nhìn thoáng qua cách đó không xa tam huynh đệ, sau đó ngậm lên túi, mấy cái lóe chuyển xê dịch, đã lên cách đó không xa cao ốc tam huynh đệ lẳng lặng nhìn, mà lúc này mặt đất chứa đựng huyết tinh túi đã không có, liệt diễm khuyển cũng rời đi. Ba người đồng thời thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Ai? Lần này thật là thua thiệt lớn. Lão đại, ngươi nhìn đó là vật gì? Ngoa tào. Đó là thị huyết ngân lang vương yêu đan. Nhìn đến cái này một cái yêu đan, tam huynh đệ bỗng nhiên khôi phục vô số lực lượng, hướng về kia một cái yêu đan chạy tới. Lão đại hai tay đem trên mặt đất cái kia một cái thị huyết ngân lang vương yêu đan nâng. Lão đại, thật là thị huyết ngân lang vương yêu đan. Nhìn lấy bị lão đại nâng ở lòng bàn tay thị huyết ngân lang vương yêu đan, huynh đệ mấy người tất cả đều dị thường kích động. Phải biết cái này một cái thế nhưng là trúc cơ kỳ yêu thú yêu đan, nếu như cầm tới trên thị trường đi bán, mặc dù không có bị tiểu cấp lấy đi cái kia một cái huyết tinh giá trị cao, nhưng cũng là một khoản không ít thu nhập. Hiện tại xem ra, vừa mới một con kia liệt diễm khuyển mặc dù nói cầm đi, cái kia một cái huyết tinh. Thế nhưng là nó lại đem thị huyết ngân lang vương yêu đang lưu lại xuống. Ông trời của ta, cái này một con chó Việt này thật coi trọng, xem xét cũng là có thể lên đại phân chó. Lão đại từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đem cái này một cái yêu đang thu vào, thế nhưng là cuối cùng còn không nhìn được cảm thán. Lão đại, ngươi xác định vừa mới theo chúng ta một con kia linh thú là liệt diễm khuyển. Đúng vậy a, lão đại, liệt diễm khuyển thực lực làm sao có thể có cường đại như vậy? Có phải hay không sai lầm? Cần phải có lầm lẫn không? Nói câu nói này thời điểm, lão đại trong giọng nói cũng mang theo không xác định, hiện tại hắn có một loại cảm giác, vừa mới chính mình dường như trong giấc mộng. Nhưng là nhìn lấy trong tay cái này một cái thị huyết ngân lang vương yêu đan, hắn lại biết đây không phải nằm mơ. 1 giờ về sau, tiểu cấp thuần thục ngồi thang máy về tới nhà trọ. Tiểu cấp đi tới sở thần bên người, đem một mực ngậm tại trong miệng túi đánh ngã trước mặt hắn. Sau đó vây quanh sở thần, vui vẻ gâu 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 kêu vài câu, phản phất tại tự thuật lấy chính mình kinh lịch vừa rồi. Ngươi nói là ngươi vừa mới cứu được 3 người, vẫn là theo một cái trúc cơ kỳ lang vương trong miệng cứu được. Nói cách khác, cái này một cái đồ vật là bọn họ vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, đưa cho ngươi. Tiểu cấp vui vẻ gâu 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 kêu vài tiếng. Sở thần khẽ chau mày, cái này có tính hay không vẫn là đoạt, có điều rất nhanh thì bình thường trở lại. Đối với tiểu cấp cái này một loại hành động, làm sao có thể xem như đoạt. Tối đa cũng là cứu người thời điểm thu lấy một số thù lao thôi. Sở thần nghĩ tới đây, cảm giác được ý nghĩ của mình thật là quá chính xác. Hắn đem trong bao vải cái kia một cái huyết tinh lấy ra, cái này một cái huyết tinh toàn thân huyết hồng, xem ra cũng là hết sức xinh đẹp cao cấp. Chỉ là cái này một cổ yếu ớt năng lượng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cái này một cái huyết tinh có thể tăng lên người khác tu vi? Sở thần thầm nghĩ lấy, có điều rất nhanh thì bình thường trở lại, hắn đem cái kia một cái huyết tinh tiện tay ném vào miệng túi của mình bên trong. Hắn thấy, cái này một cái huyết tinh bên trong ẩn chứa yếu ớt linh lực, nơi nào có hệ thống khen thưởng hương. Đến mức tác dụng của nó, muốn đến lão sư Diêm Mộng, chuẩn xác có lẽ chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với dạng này bảo thạch đi. Ngày thứ hai, một trận tiếng chuông đem sở thần mộng đẹp cho đánh thức. Nguyên bản trong mộng, sở thần đã nghĩ kỹ chính mình cùng Diêm Mộng lão sư hài tử tính danh. Thế nhưng là ngay tại hai người thảo luận đến cùng sinh mấy đứa bé thời điểm, đạo này không hợp thời chuông điện thoại đem sở thần kéo về thực tế. Sở thần thụy nhãn mông lung nhìn lấy trên máy truyền tin biểu hiện tính danh chính là lớp trưởng Trầm Quân Nghiên. Lớp trưởng đại nhân, cái này sáng sớm gọi điện thoại tới nhiễu người thanh mộng à. Sở Thần, lần này ta nghĩ kỹ, có một số việc là tránh không khỏi, lần này còn xin ngươi giúp ta. Trầm Quân Nghiên bóng người tại trong máy bộ đàm trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt. Có thể vì Trầm Đại Hoa khôi phục vụ vui lòng đã đến. Sở Thần nói hắn trong lòng cũng là có chút kỳ quái, hôm qua Trầm Quân Nghiên vẫn còn do dự không quyết, vì sao nay trời bỗng nhiên biến đến như thế quả quyết. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27. Dò xét không gian toái phiến bí cảnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Bất quá, đã Trầm Quân Nghiên đã làm hạ quyết định, như vậy Sở Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Hắn hiện tại, so với ngày hôm qua hắn, muốn càng thêm mạnh. Lời này không có tật xấu. Trầm Quân Nghiên bất quá cũng chính là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mà mình bây giờ tu vi là luyện khí 8 tầng. Tuy nhiên đẳng cấp so với nàng kém nhất cấp, nhưng là muốn thật so với đối chiến năng lực, Sở Thần có lý do tin tưởng 7 cái không có vấn đề. Đây chính là Hoa Hạ văn tự, có thể nói là bát đại tinh thâm, đồng dạng chữ, biểu đạt ý nghĩa lại là khác biệt quá nhiều a. Tiểu Cáp, đi ra ngoài chơi. Đúng vậy, lần này không gian toái phiến bí cảnh hành trình đối với bạn học khác tới nói, có lẽ cũng là một lần khiêu chiến, mà đối với Sở Thần, tới nói càng nhiều giống như là một lần đi du ngoạn. Không gian bí cảnh tại Thiên Hải thành phố ngoại ô thành phố, nơi này bị trọng binh trấn giữ, tất cả muốn đi vào không gian toái phiến bí cảnh người đều phải tiến hành nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng. Bởi vì mỗi một cái không gian toái phiến bí cảnh đối với quốc gia tới nói, đều là 10 phần trọng yếu vật tư chiến lược, mà cái này một phần vật tư chiến lược bảo hộ cũng là 10 phần nghiêm mật. Nơi này có Thiên Hải cận vệ quân tiến hành đóng giữ, người bình thường căn bản không cho phép tới gần. Đi lại gần 1 phút đồng hồ sau, Sở Thần cũng là nhìn thấy phía trước cái kia toàn thân màu đen, từ đặc thù kim loại kiến tạo, xem ra rộng 5 mét hai bên hình vuông như là khối Rubik một dạng kiến trúc. Mặc dù nói trước kia Sở Thần tại trong sách vở nhìn qua không ít loại này thông hướng toái phiến bí cảnh thông đạo kiến trúc, nhưng tiếp xúc gần gũi cái này còn là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Đợi đến bước vào cái này trong kiến trúc lúc, ánh mắt trong phòng cái kia 8 cái máy giám sát phía trên khẽ quét mà qua đặt ở trong phòng cái kia chăm chú liên tiếp tứ phía vách tường to lớn máy móc trang bị phía trên. Ở vào cái này máy móc trang bị chính giữa, thì là có một chỗ xem ra không sai biệt lắm cao 3 mét, tản ra màu trắng bạc ánh sáng cánh cổng ánh sáng. Quét sạch hai bên cửa, có 2 đôi Thiên Hải cận vệ quân tiến hành phòng thủ. Nơi này chính là thông hướng chỗ này toái phiến bí cảnh lối vào thông đạo. Trong cả căn phòng đều là cho người ta một loại mãnh liệt khoa học kỹ thuật cảm giác, dẫn tới Sở Thần nhìn không được đánh giá chung quanh. Làm Sở Thần cùng Liệt Diễm khuyển Tiểu Cáp cái này một cái đội hình đến thời điểm, nhất thời hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Mà Thiên Hải cận vệ quân khi nhìn đến cái này một cái Liệt Diễm khuyển thời điểm trực tiếp lựa chọn không nhìn Sở Thần. Không có cách nào, hôm qua theo cựu thành phế tích truyền đến video bọn hắn cũng đều thấy được, một con kia Liệt Diễm khuyển thực lực thật là quá kinh khủng. Bọn họ không cách nào xác định, hiện tại cái này một cái Liệt Diễm khuyển, có phải hay không hôm qua trong video một con kia. Bất quá, có thể có được nhất giai linh thú làm ngự thú, như vậy nam hài này nhi tại toái phiến bí cảnh bên trong, chỉ cần không tìm đường chết, hẳn không có vấn đề quá lớn. Sở Thần, nơi này. Sở Thần không nghĩ tới, tới đây, thân phận bằng chứng đều không cần soát, kỳ thật hắn không biết Liệt Diễm khuyển cũng là tốt nhất thân phận bằng chứng. Mà đúng lúc này, Sở Thần nhìn đến nơi xa một cái nữ hài đứng ở nơi đó, chính đang hướng về mình phất tay. Hôm nay Trầm Quân Nghiên thay đổi trước kia trường học thanh thuần gió, trên người mặc vào một bộ chiến đấu phục. Sở Thần nhìn lấy mặt lấy cận chiến đấu phục Trầm Quân Nghiên, nhìn không được cổ họng nuốt nước miếng một cái. Không phải là bởi vì còn lại, mà là bởi vì một bộ này cận chiến đấu phục là kim đan kỳ yêu thú thất tinh mãn da may mà thành. Có dạng này một bộ chiến đấu phục tại, những cái kia trúc cơ kỳ yêu thú đoán chừng liền phòng ngự đều không phá được. Cảm giác được Sở Thần ánh mắt quét nhìn toàn thân của mình, Trầm Quân Nghiên hơi có chút tức giận nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Sở Thần nháy một chút chính mình vô tội thẻ tư thế lan mắt to, cái kia vẻ mặt vô tội tự như là tại nói mình cái gì cũng không làm. thế nhưng là vừa mới ánh mắt lại cái gì đều làm đi. Sở Thần bỗng nhiên có một loại ảo giác, Trầm Quân Nghiên quốc bảo tựa hồ nhỏ một vòng, đoán chừng là bởi vì thân này cần chiến đấu phục nguyên nhân đi. Trầm Quân Nghiên có chút xấu hổ giận dữ, thế nhưng là Thiên vẫn là theo chính mình tùy thân trong ba lô lấy ra một xếp nhỏ phù triện. Cho ngươi, đây là thứ ngươi muốn. Sở Thần đưa tay tiếp nhận, tùy ý thu vào, loại vật này đối với Trầm Quân Nghiên tới nói chỉ cần có thời gian liền có thể luyện chế, đơn giản là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Mà đối với Sở Thần tới nói, đây chính là sinh hoạt phí. Phải biết, phù triện loại vật này chẳng những có thể lấy cho mình sử dụng, cũng có thể cho người khác sử dụng. Sở Thần vừa mới tiện tay sờ soạn một chút, cái kia một xếp nhỏ phù triện ít nhất có 1 năm tắm 2 bên, cầm tới trên thị trường đi, đây là một khoản không nhỏ thu nhập. Theo vừa mới một chuyện nhỏ, Sở Thần thì có thể xác định một việc, Đại Hoa Khôi nhà các nàng khẳng định có mỏ. Một hồi theo sát ta, tốt nhất tại ta 3 mét bên trong, phải biết cái này toái phiến bí cảnh bên trong có vô số yêu thú, lấy ngươi tu vi hiện tại, cũng chính là cho bọn hắn đưa bữa ăn, cho nên phù triện loại vật này có thể bảo mệnh thời điểm cũng không cần keo kiệt. Trầm Quân Nghiên dặn dò một câu. Đã xem rõ ràng, vậy chúng ta liền đi thôi. Sở Thần gật gật đầu, hai người hướng về kia một chỗ cánh cổng ánh sáng đi đến. Làm Sở Thần đi đến cái kia một chỗ cánh cổng ánh sáng thời điểm, hắn thế mà thấy rõ ràng đóng cửa về sau cái kia dịu đen vách tường kim loại. Nhưng theo Trầm Quân Nghiên một chân bước vào, cả người lại là trực tiếp chui vào đến trong thông đạo, xem ra tự như là làm ảo thuật một dạng. Nhìn lấy biến mất tại trước mặt Trầm Quân Nghiên, Sở Thần cả sửa lại một chút tâm tình, vỗ một cái bên người tiểu cáp, cũng một bước bước vào cánh cổng ánh sáng. Chỉ một thoáng, như là ở kiếp trước loại kia ngồi xe cáp treo một dạng đầu nặng chân nhẹ mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên đem Sở Thần bao vây lại. Chỉ bất quá cảm giác 10 phần ngắn ngủi, toàn bộ quá trình cùng nhau cũng bất quá ngắn ngủi 3 giây không đến thời gian, thu vào Sở Thần trong mắt, chính là hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tối tăm màu vàng dưới bầu trời, là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, nhìn lấy trong rừng rậm những cây cối kia, Sở Thần đại khái có thể xác định đây là một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Một trận gió nhẹ thổi qua, Sở Thần ngửi thấy trong gió mang tới mùi máu tươi, hiển nhiên cái này một cánh rừng không hề giống xem ra như vậy yên tĩnh. Mà Sở Thần lúc này mới phát hiện, tại cửa vào này thông đạo chung quanh, còn có một chỗ gần rộng 5 mét, cao 3 mét bình chướng. Bình chướng bên ngoài có mấy cái con yêu thú thi thể, những thi thể này hiển nhiên sớm đã tử vong, bởi vì ngươi có thể rõ ràng mà nhìn đến một số con muỗi, chính vây quanh những thi thể này kiếm ăn. Tốt, không nên nhìn, đều là một số không đáng tiền yêu thú, thả ở bên ngoài cũng liền cùng cựu thành phế tích cốt lang không sai biệt lắm. Trầm Quân Nghiên thanh âm, tại Sở Thần bên tai vang lên. Sở Thần hơi hơi sau đâm một bước, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình đụng phải một cái mềm mại, sau đó cấp tốc tiến về phía trước một bước quay đầu. Lúc này Trầm Quân Nghiên cùng Sở Thần giữa hai người khoảng cách bất quá cách nhau 20-30 cm, Sở Thần chóp mũi thở ra nhiệt khí, có thể trực tiếp bổ nhào Trầm Quân Nghiên trên mặt. Mà bởi vì vừa mới va chạm, Trầm Quân Nghiên hiện tại khuôn mặt đỏ đến dường như một cái quả táo. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28. Thực lực của ta yếu, tới gần ngươi có cảm giác an toàn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Không có ý tứ, ta không có chú ý ngươi đến sau lưng, lần sau ta sẽ cẩn thận. Sở Thần hồi tưởng đến vừa mới phía sau lưng truyền đến mềm mại, vội vàng nói. Nói đùa, đối phương thế nhưng là nữ thần, chính mình chiếm tiện nghi, còn không lập tức bán cái ngoan, thật thì kia là cái gì? Hừ, theo sát một chút, ra khỏi nơi này thì là chân chính thứ nguyên toái phiến không gian, chỗ đó không còn có được bảo hộ khu. Trầm Quân Nghiên nói xong đi ra ngoài. Ban đầu đến nơi này chính là bảo hộ khu sao? Gặp này, Sở Thần nhấc chân đi theo Trầm Quân Nghiên bên người xuyên qua chung quanh cửa vào bảo hộ giác tỉnh giả tiến vào an toàn bình chướng, tại chỗ này không gian toái phiến bí cảnh bên trong di động. Nhìn lấy đi theo phía sau mình không đủ 3 mét Sở Thần, Trầm Quân Nghiên có chút cảm thán. Gia hỏa này, coi nơi này là đến du lịch nghỉ phép sao? Lúc này Sở Thần nhìn chung quanh bất luận cái gì đồ vật đều tràn đầy cảm giác mới lạ, dù sao ai cũng có lần thứ nhất mà. Cứ như vậy, tại hai người đi lại đem gần 100 mét vị trí thời điểm, Nguyên bản nhanh chóng hành tẩu Trầm Quân Nhiên bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía bên phải một cái phương hướng. Nơi này đã đến rừng rậm bên ngoài, đến đón lấy thì muốn đi vào trong rừng rậm. Mà lúc này, Sở Thần vẫn còn không khẩn trương cảm giác, cái này khiến Trầm Quân Nhiên trong nội tâm dâng lên một tia bất mãn, lại có một ít hối hận. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Thần dạng này hoàn toàn cũng là lấy chính mình đến đùa giỡn. Phải biết, lần này, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là một cái trúc cơ kỳ yêu thú, mà Sở Thần cái dạng này đoán chừng thật gặp trong rừng mưa bỗng nhiên đi ra tiểu yêu thú, đoán chừng đều có thể trực tiếp đưa nó cho đánh giết. Dù sao, đối bí cảnh không có kính sợ tâm người, bí cảnh càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Tiến nhập Vũ Lâm, hai người tiếp tục tiến lên, ước chừng mười mấy mét sau Trầm Quân Nhiên nghe được bên tai truyền đến thưa thớt thanh âm. Cẩn thận! Trầm Quân Nhiên dừng lại cước bộ, đối với sau lưng Sở Thần nói ra. Phía trước khả năng có. Sưu! Lời còn chưa nói hết, một nói hồng sắc thân ảnh, theo bên cạnh nàng trực tiếp gặp thoáng qua. Đây là vật gì? Trầm Quân Nhiên mí mắt hơi hơi run run. Mấy hơi về sau, liệt diễm khuyển tiểu cáp lắc lắc ung dung, từ nơi không xa đi ra. Về tới Sở Thần bên người, toàn bộ hành trình ngẩng cao lên hắn viên kia đầu chó, phản phất là thắng lợi dũng sĩ đồng dạng. Hai người tiến lên mấy mét về sau, phát hiện lùm cây về sau lẳng lặng nằm một cái độc tiễn oa thi thể, mà cái này một chi độc tiễn oa phản phất là nhận lấy cái gì kinh khủng tập kích, bị người trực tiếp theo hai cái đùi bị xé mở. Độc tiễn oa, đây là cái này một mảnh trong rừng mưa sinh vật khủng bố một trong, tuy nhiên thực lực của hắn còn không có tiến vào đẳng cấp của yêu thú. Có thể là bởi vì số lượng cự nhiều, mà lại độc tính mạnh, còn ưa thích giấu ở trong bụi cỏ. Đi ngang qua giác tỉnh giả nhóm rất nhiều, không cẩn thận liền lấy bọn chúng nói. Độc tiễn oa độc dịch có tê liệt tính, chúng tên độc giác tỉnh giả thần kinh phản ứng sẽ nhanh chóng thoái hóa. Cho nên tiến vào chỗ này bí cảnh giác tỉnh giả, đối với cái này một loại sinh vật vẫn tương đối nhức đầu. Trầm Quân Nhiên nhìn trên mặt đất cái kia một cổ thi thể, lại liếc mắt nhìn Sở Thần bên người liệt diễm khuyển, trong lòng hơi hơi hoảng sợ. Khá lắm, chỉ là một ngày không thấy, Sở Thần cái này một cái liệt diễm khuyển tốc độ lại nhanh nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, hôm qua cùng tiểu mập mạp Trương Phong chiến đấu, gia hỏa này cũng không có sự xuất toàn lực. Mà lúc này, Sở Thần chậm rãi từ từ đi tới, chớp cái kia vô tội có thể sánh ngang thẻ tư thế lan mắt to nhìn thoáng qua Trầm Quân Nhiên hỏi. Phía trước có đồ vật gì sao? Trầm Quân Nhiên khóe miệng nhỏ rút, ngươi không sẽ tự mình nhìn a? Nha, không đúng, Sở Thần chỉ là vừa mới giác tỉnh luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, cần phải là lần đầu tiên tao ngộ loại tràng diện này, nhìn không hiểu cũng là bình thường. Nàng lửa giận trong lòng nhất thời đánh tan, nói. Không có việc gì, phía trước có một cái độc tiễn oa, chúng ta được thời điểm ra đi muốn coi chừng. Được rồi. Sở Thần tiến lên một bước, cùng Trầm Quân Nhiên ở giữa khoảng cách, chỉ kém một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trầm Quân Nhiên đôi mi thanh tú cau lại, nói. Ngươi làm gì? Sở Thần gương mặt bất đắc dĩ, nói. Ngươi để cho ta coi chừng a, thực lực của ta rất kém cỏi, dựa vào ngươi gần một chút, mới có cảm giác an toàn. Trầm Quân Nhiên. Đúng vậy a, Sở Thần mới luyện khí một tầng, lại là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh loại này tràn ngập nguy hiểm cùng không xác định địa phương, có biểu hiện như vậy chẳng có gì lạ. Chỉ là, làm Sở Thần đến gần thời điểm, Trầm Quân Nhiên cảm giác được một loại thuộc về nam tính trên thân đặc hữu loại kia nóng rực khí tức. Hô hấp lấy nam tính khí tức, Trầm Quân Nhiên giờ khắc này, lại có một số hơi khẩn trương. Phải biết 10 tuổi về sau, chính mình thì cùng nam tử giữ vững khoảng cách, coi như cùng huynh trưởng của mình cũng là như thế. Nhìn lấy trên mặt bò đầy đỏ ửng Trầm Quân Nhiên, Sở Thần nhìn không được điều khản một câu. Thế nào? Làm sao mặt như vậy đỏ? Có phải là bị bệnh hay không? Muốn không chúng ta liền trở về đi. Ta không sao, tiếp tục đi tới đi. Trầm Quân Nhiên nói xong, lần nữa bước đi tốc độ. Sưu. Bên người vang lên một đạo tiếng xé gió, trước mắt càng là hồng quang lóe lên. Sau đó, liệt diễm khuyển tiểu cáp lắc lắc ung dung đi trở về, về tới Sở Thần bên người. Tình cảnh này, khi tiến vào chỗ này bí cảnh về sau, đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Vừa lúc mới bắt đầu, Trầm Quân Nhiên sẽ còn cảm thấy kinh ngạc. Liệt diễm khuyển tiểu cáp cảm tri năng lực quá mạnh, thậm chí so với nàng còn mạnh hơn. Mà lại, Liệt diễm khuyển tiểu cấp một khi phát hiện phía trước có sinh vật biến dị tồn tại, thì sẽ lập tức tiến lên. Nó cũng không có sử dụng hỏa diễm loại tuyệt kỹ, chỉ là tiến lên, móng vuốt vạch một cái rồi, sau đó liền trở lại. Xuất kích thời điểm, nhanh như thiểm điện, thì liền Trầm Quân Nhiên đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu như là hướng về nàng phát động tiến công, nàng tới kịp phóng thích phù lục đến bảo mệnh a. Bất quá, theo số lần tăng nhiều, Trầm Quân Nhiên cũng liền dần dần biến đến chết lặng lên. Chính ngươi này đi. Phản mà bây giờ có liệt diễm khuyển tiểu cấp ở phía trước mở đường, mình ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật lần này tiến vào bí cảnh trước đó, Trầm Quân Nhiên đã làm tốt làm bảo mẫu chuẩn bị. Dù sao trong lòng nàng, Sở Thần vừa mới tu luyện thực lực thấp, mà chính mình thì cần muốn ngộ núi mở đường, ngộ nước bắt cầu. Sau đó an toàn đem hai người đưa tới Tử Vong Tri Chu Vương bên người, đến lúc đó liệt diễm khuyển tiểu cấp hỏa diễm đem Tử Vong Tri Chu Vương mạng nhện tất cả đều thiêu hủy. Sau đó hỏa diễm phá vỡ Tử Vong Tri Chu Vương phòng ngự là có thể. Chỉ là nàng không nghĩ tới, theo Sở Thần tiến đến, cái này liệt diễm tính toán tiểu cấp vậy mà biểu hiện xuất sắc như thế, ngược lại là để cho nàng không có việc gì. Loại cảm giác này giống như là hợp mấy cái cường đại võ hồn giác tỉnh giả tổ đội, sau đó tiến hành cái này thứ nguyên toái phiến phó bản đơn soát một dạng, cho nên nói là tương đương nhẹ nhõm cùng thoải mái. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29. Trầm Quân Nhiên tam quan bị xung kích. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. À. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô, đem đắm chìm trong chính mình mất đi bên trong Trầm Quân Nhiên giật nảy mình. Ngay sau đó nàng cũng cảm giác được, chính mình bàn tay bị nắm lấy. Cùng lúc đó, Trầm Quân Nhiên nhanh chóng tập trung, tinh thần lực bắt đầu thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, một trương ẩn chứa bạo liệt khí tức phù triện, đồng thời xuất hiện ở trong tay nàng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh thần lực quét sạch bốn phía, thế nhưng là cũng không thu hoạch. Sở Thần ngươi vừa mới hô loạn cái gì? Trầm Quân Nhiên đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy bên cạnh mình Sở Thần, trong ánh mắt tất cả đều là mềm mại trách cứ chi ý. Phải biết tại cái này bí cảnh trong rừng mưa, có lúc người dọa người, là thật sự có thể hù chết người. Sở Thần ngượng ngùng, thè lưỡi, lúng túng giải thích. Vừa mới tiểu cấp thông qua thần niệm nói cho ta biết, phía trước có một cái thực lực khá mạnh yêu thú chuẩn bị phục kích chúng ta. Cho nên ta mới. Nghe được phía trước có một cái thực lực khá mạnh yêu thú chuẩn bị phục kích, Trầm Quân Nhiên hơi biến sắc mặt, giờ khắc này tâm thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Tay phải hướng về miệng túi của mình mà đi, chuẩn bị nhiều móc ra mấy cái tấm phù triện đã chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Phải biết trước đó bởi vì liệt diễm khuyển hành động, Trầm Quân Nhiên đã đem ban đầu bản chuẩn bị xong phù triện tất cả đều thu vào, vẻn vẹn chỉ để lại một trương lôi pháp phù triện, đã chuẩn bị bỗng nhiên mà đến tập kích. Thế mà, lúc này nàng mới phát hiện. Tay phải của mình thế mà bị Sở Thần nắm trong tay. Ngươi! Trầm Quân Nhiên tức giận đưa tay rút ra, muốn mở miệng chỉ trích Sở Thần vừa mới hành động. Thế mà sau một khắc, nàng nhìn thấy Sở Thần trên mặt lo lắng cùng sợ hãi, lựa chọn buông tha đối phương. Phải biết, Sở Thần lại là lần đầu tiên tiến vào dạng này bí cảnh, mà lại tu vi của hắn cũng bất quá chỉ là luyện khí một tầng, chính mình để hắn đến đây, quả thật có chút ép buộc đây. Nhìn lấy bởi vì chính mình tay bỗng nhiên rút ra, một mặt vô tội khẩn trương, nhìn qua tứ phương Sở Thần. Trầm Quân Nhiên hận không thể một chân trực tiếp đem hắn đạp nhập trong rừng rậm. Thế nhưng là sau một khắc, nàng cảm thấy một đôi ánh mắt sắc bén, nhìn mình chằm chằm, mà ánh mắt này thì là đến từ một bên liệt diễm khuyển tiểu cát. Nghĩ đến làm một con linh thú chiến đấu lực, Trầm Quân Nhiên tràn đầy lửa giận nhất thời tự như là bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, toàn bộ dập tắt. Nếu như vừa mới chính mình thật sao Sở Thần đừng ném vào trong rừng rậm, như vậy Sở Thần cái này một con linh thú đoán chừng sẽ trực tiếp một miệng hỏa diễm phun ra tại trên người mình đi. Nghĩ đến ngọn lửa kia liền trúc cơ kỳ khôi lỗi đại địa tông hùng phòng ngự đều có thể đột phá, Trầm Quân Nhiên thì có một ít hơi nghĩ mà sợ, thậm chí trực tiếp rùng mình một cái. Được rồi, coi như là bị chó cắn một cái đi. Trầm Quân Nhiên âm thầm tiêu tan, quay đầu lần nữa nhìn về phía một bên Sở Thần, nhìn không được hỏi. Như vậy ngươi linh thú có hay không nói, một con kia chuẩn bị đánh lén yêu thú là yêu thú nào? Tu vi như thế nào? Phải biết, ngự thú sư có cùng mình ký kết khế ước linh thú tiến hành câu thông năng lực. Mà Sở Thần cái này một con linh thú liệt diễm khuyển, này trí lực xem ra thì 10 phần cao, muốn đến hoàn toàn có năng lực đem chuẩn bị đánh lén yêu thú tình huống cụ thể miêu tả đi ra. Sở Thần xem xét mắt Tiểu Cát, nói. Đó là một cái trăng rừng, hẳn là nhất giai sơ kỳ tu vi, nhưng cụ thể không biết. Trầm Quân Nhiên tránh thoát Sở Thần tay, nói ra. Ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta đi xem một chút. Không cần đi, Tiểu Cáp nói cái kia một con yêu thú đã bị nó giết đi. Trầm Quân Nhiên nhìn thoáng qua một bên liệt diễm khuyển Tiểu Cáp, có đưa mắt nhìn sang Sở Thần. Ánh mắt kia, dường như cũng là đang nhìn lưu manh. Đã ngươi đều biết chuẩn bị phục kích yêu thú đã bị giết, nhưng vì cái gì còn muốn đột nhiên hét lên, thậm chí hiện tại còn đang nắm cánh tay của mình. Trầm Quân Nhiên hít một hơi thật sâu, ở trong lòng tự an ủi mình. Tự mình lựa chọn con đường, cũng là rưng rưng cũng muốn đi đến nó. Tiến lên mấy mét, một con kia bị liệt diễm khuyển đánh chết trăng rừng xuất hiện ở Trầm Quân Nhiên trước mắt. Đầu này trăng rừng chừng dài 10 m, khiến người ta thứ nhất mắt xem ra đã cảm thấy thứ này rất da trâu. Thế nhưng là lúc này nó theo đầu bắt đầu, đều bị chia làm hai nửa. Là hai nửa không phải hai đoạn. Cái kia vết cắt tương đương đều, thậm chí liền nội tạng đều là một nửa. Trầm Quân Nhiên nhìn xuống dạ dày phản ứng, vừa mới nhìn đến thê thảm như thế yêu thú trăng rừng, nàng kém chút không có phun ra. Lúc này Trầm Quân Nhiên ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, hướng về Sở Thần bên người liệt diễm khuyển Tiểu Cáp nhìn qua. Giờ khắc này, nàng lần thứ nhất tại nội tâm đối với cái này một con linh thú liệt diễm khuyển cảm thấy hoảng sợ. Cái này nơi đó còn là liệt diễm khuyển. Lại có thể lặng yên không tiếng động đem một đầu cùng nó một cái cấp bậc yêu thú trăng rừng tùy tiện làm hai nửa. Nơi nào còn có dạng này liệt diễm khuyển, phiền phức lại cho ta đến đánh. Buông ra, Sở Thần. Trầm Quân Nhiên muốn đem trên cánh tay mình cánh tay kia cho vuốt xuống đi. Thế nhưng là cúi đầu liền thấy liệt diễm khuyển Tiểu Cáp cái kia ánh mắt bất thiện. Mà đúng lúc này, Sở Thần thanh âm tại bên tai vang lên. Ta không, nơi này quá kinh khủng. Ta sợ. Trầm Quân Nhiên nghe được câu này, nhất thời sạm mặt lại, xanh kình bạo lên. Thần mẹ nó ngươi sợ. Trầm Quân Nhiên lần nữa cúi đầu nhìn về phía liệt diễm khuyển, có dạng này chủ nhân, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tốt, trước buông tay, ta chuẩn bị một số phù triện, tiếp xuống yêu thú sẽ càng nhiều, ta phải làm cho tốt thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Trầm Quân Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Thần tay nói. Sở Thần nháy mắt, lưu luyến không nỡ buông ra tay. Sở Thần nhìn lấy Trầm Quân Nhiên bộ dáng bây giờ, nếu như mình lại không buông tay, sợ là thật muốn bạo đi. Trầm Quân Nhiên tiến lên, kiểm tra một phen, theo trăng rừng trong thi thể lấy ra yêu thú tinh hạch. Nhìn lấy viên này yêu thú tinh hạch, Trầm Quân Nhiên lại lần nữa có một loại như trong mộng cảm giác. Viên tinh hạch này, thấy thế nào tựa hồ cũng giống như là nhất giai hậu kỳ, hơn nữa, còn là loại kia nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận trúc cơ kỳ dáng vẻ. Bởi vì cái này một cái tinh hạch đã có yêu đan hóa dấu hiệu. Nhìn lại mặt đất cái kia hai nửa trăng rừng thi thể, cùng cái kia trên thân vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tán khí tức dư vị. Trầm Quân Nhiên suy đoán ra một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Con yêu thú này trăng rừng, lại là một cái nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng tiếp cận trúc cơ cường đại yêu thú. Thế nhưng là, loại này yêu thú, làm sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết đây? Đây là liệt diễm khuyển giết. Nếu quả như thật là liệt diễm khuyển giết, vừa mới cái này bên trong khẳng định đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng là hiện tại, nơi này không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua dấu vết, nên vì liệt diễm khuyển chiến đấu, nhất định vận dụng chính mình hỏa hệ năng lực. Nhưng là bây giờ, nơi này. Trầm Quân Nhiên thậm chí hoài nghi, liệt diễm khuyển là một cái nhào tới, trực tiếp đem đầu này trăng rừng một phân thành hai. Bất quá cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng loại bỏ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30. Bí cảnh chỗ sâu tử vong tri chu vương. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Nhìn lấy lâm vào tự mình hoài nghi Trầm Quân Nhiên, Sở Thần chậm rãi đi lên trước, lần nữa nắm chặt tay của nàng. Lớp trưởng, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là ma chướng rồi? Sở Thần dùng cái tay còn lại, tại Trầm Quân Nghiên trước mặt lung lay. Trầm Quân Nghiên trầm ngâm một lát, nói: Sở Thần, ngươi khế ước đến tột cùng là cái gì linh thú? Liệt diễm khuyển a? Thật chỉ là liệt diễm khuyển? Đúng vậy a. Sở Thần gương mặt chân thành. Đây đúng là liệt diễm khuyển, chỉ bất quá trong cơ thể của nó có chính đang thức tỉnh thượng cổ hung thú cửu u ngao huyết mạch mà thôi. Cho nên, thực lực của nó một chút cường đại như vậy ức một chút. Bất quá, nếu như 600 năm tu vi, còn không cách nào đạt tới loại tiêu chuẩn này. Như vậy đây cũng chính là một cái phế vật. Liệt diễm khuyển ngay tại vẫn nhìn bốn phía, bỗng nhiên rùng mình. Lão đại đang làm gì? Lại tại nhớ ta rồi hả? Ta biểu hiện đã rất khá a. Trầm Quân Nghiên gương mặt mờ mịt. Trong ấn tượng của nàng, liệt diễm khuyển đúng là một loại yêu thú cường đại. Thế nhưng là, cường đại đến loại trình độ này, nhưng vẫn là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Muốn chỉ chốc lát, vẫn như cũ là không có đầu mối. Trầm Quân Nghiên thở dài một hơi, đem trong tay yêu thú tinh hạch đưa tới, nói: Sở Thần, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, hảo hảo thu về. Sở Thần cùng liệt diễm khuyển tiểu cấp đồng thời xem xét mắt Trầm Quân Nghiên trong tay yêu thú tinh hạch, sau một khắc, cái này một người một chó lộ ra giống nhau như đúc ghét bỏ. Cái đồ chơi này, cái gì dùng? Luyện đan phục dụng. Quên đi thôi, còn muốn ta dùng quán đỉnh linh lực đến luyện hóa. Lãng phí thời gian a. Uy, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Trầm Quân Nghiên bất mãn nói, đây chính là yêu thú tinh hạch, nhất giai hậu kỳ yêu thú tinh hạch a. Sở Thần hai vai hơi dựng ngược lên, theo trên thân lấy ra một cái ẩn chứa một đóa hỏa diễm đóa hoa tinh thạch. Lớp trưởng, đưa ngươi. Hỏa tinh. Trầm Quân Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh, nói: Thứ này ngươi là từ đâu tới? Tiểu cấp đi ra ngoài chơi thời điểm, nhặt được. Kiếm, đến. Trầm Quân Nghiên há to miệng, muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cũng không nói ra miệng. Bởi vì hôm nay nàng đã bị rất nhiều kích thích. Nhưng giờ phút này, lại còn có một loại thâm thụ đã kích cảm giác. Hỏa tinh nhưng là chân chính bảo vật a, thậm chí so trúc cơ kỳ yêu thú yêu đan còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng là bây giờ, một con chó chính mình đi ra ngoài chơi, vậy mà nhặt được. Lúc này, Trầm Quân Nghiên rốt cục có chút lý giải, vì sao Sở Thần cùng liệt diễm khuyển đối trong tay nàng viên này yêu thú tinh hạch như thế không thèm liếc một cái. Chỉ bằng người ta cái này tùy tiện đi ra ngoài chơi, liền có thể nhặt được trân quý như thế hỏa tinh năng lực, xác thực có tư cách a. Trầm Quân Nghiên đem yêu thú tinh hạch thu vào, đến mức cái kia một cái hỏa tinh, nàng lại không có thu. Tuy nói cũng chỉ là liệt diễm khuyển đi ra ngoài chơi tùy tiện nhặt được, thế nhưng là loại vật này giá trị thật sự là quá mắc. Trầm Quân Nghiên cho là mình hai người hiện tại quan hệ, còn chưa tới thu như thế lễ vật quý trọng cấp độ. Sở Thần cũng không nói thêm gì, chỉ là tiện tay đem cái này một cái hỏa tinh thu vào. Đương nhiên, giờ này khắc này, tay phải của hắn vẫn gắt gao nắm Trầm Quân Nghiên tay ngọc. Tại cái này một mảnh vũ lâm bí cảnh bên trong, hai người quanh đi quẩn lại đi hơn 2 giờ, rốt cục đến cuối cùng chỗ cần đến. Trước mắt là một cái u ám thâm thúy sơn động, mà sơn động chung quanh có vô số hài cốt, những thứ này hài cốt có nhân loại, đồng dạng cũng có yêu thú. Sở Thần chẳng biết lúc nào lần nữa nắm lấy Trầm Quân Nghiên cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, một bộ e ngại bộ dáng. Trầm Quân Nghiên nửa đường quăng mấy lần, thế nhưng là một khi ngộ đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, Sở Thần đều sẽ thân bất do kỹ bắt lên tới. Thời gian lâu dài, nhiều lần, Trầm Quân Nghiên cũng liền lười nhác quăng. Chỉ có thể nói, thói quen là một loại lực lượng đáng sợ a. Sở Thần, ta trước kia tới qua chỗ này mấy lần. Trầm Quân Nghiên nghiêm nghị nói, trước kia đều là cùng mấy cái võ tu đồng học cùng đi, bình thường cần phần lớn thời gian. Hôm nay, nhanh hơn một chút. Có liệt diễm khuyển tiểu cấp hộ tống, nào chỉ là nhanh hơn một chút a. Quả thực cũng là một trời một vực có được hay không? Kỳ thật, bọn họ ban đầu vốn có thể càng nhanh. Nhưng Sở Thần một đường lên thì suy nghĩ cùng Trầm Quân Nghiên chơi dắt tay trò chơi, có thế nhanh a. Ta hiện tại muốn thi triển bí pháp, đem Tử Vong Tri Chu Vương theo trong động quật dẫn ra. Trầm Quân Nghiên bàn giao nói, nó sau khi đi ra, khẳng định sẽ trước tiên lựa chọn lên cây, cho nên nhất định muốn cẩn thận, mà lại thực lực của nó rất mạnh, khoảng cách trúc cơ kỳ thì kém một bước. Cho nên, Xem xét mắt một bên Liệt Diễm Khuyển Tiểu Cát, Trầm Quân Nghiên đột nhiên cảm thấy chính mình bàn giao có chút dư thừa. Suy nghĩ một chút cái kia nhất giai hậu kỳ đỉnh phong trăng rừng. Chỉ là nàng lúc này trong lòng có một loại cảm giác, lấy Liệt Diễm Khuyển Tiểu Cát đối phó cái này một cái tử vong tri chu vương, cần phải cũng sẽ không quá khó khăn đi. Cho nên, Trầm Quân Nghiên vẫn là nói. Sở thần, ngươi để ý Liệt Diễm Khuyển a, nếu như phóng thích hỏa diễm, đừng để nàng đem tử vong tri chu vương yêu đan cũng đốt đi. Liệt Diễm Khuyển trực tiếp cho Trầm Quân Nghiên một cái liếc mắt, tự hồ có chút đối với vừa mới nữ nhân này nói chuyện bất mãn. Ngươi coi ta là ngu ngốc rồi hả? Ngươi mới là một cái gái ngốc. Sở thần yên lặng xem xét nó liếc một chút, Liệt Diễm Khuyển lập tức im miệng. Lão đại yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi tán gái. Lớp trưởng, ngươi nhìn, Tiểu Cáp nói biết. Trầm Quân Nghiên ánh mắt có chút hồ nghi. Nhìn cái này Liệt Diễm Khuyển dáng vẻ, tự hồ không phải trả lời biết rồi. Ai, được rồi, người ta mới là chính hiệu ngự thú sư, ta đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Lắc tay, đem Sở thần tay hất ra. Trầm Quân Nghiên quất ra một tấm bùa chú, nhẹ nhàng vung lên. Cái kia phù lục nhất thời hóa thành một làn khói bụi, tiến vào hang động bên trong. Lẳng lặng chờ đợi một phút về sau, cái này yên tĩnh im ắng đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sau đó, cái kia mặt nước bỗng nhiên nứt ra. Một cái thân dài đạt đến mấy trượng cự nhện lớn chậm rãi theo động trong kho bò lên đi ra, nó mọc ra hai cái to lớn như là đèn lồng con ngươi, mỗi cái móng vuốt đều sau người trưởng thành vòng eo còn lớn hơn lớn mạnh. Đây là một cái so trước đó tùy ý miễu sát trăng rừng, còn muốn lớn hơn rất nhiều yêu thú. Bất quá, Sở thần cũng không kỳ quái, một mình tìm kiếm chỗ trốn lánh. Lúc này, Trầm Quân Nghiên đứng tại một cái cây bên cạnh, trên thân sớm đã cất kỹ hai cái điệp da vòng phòng hộ. Cổ tay rung lên, từng đạo phù lục đằng không mà lên, hướng về tử vong tri chu vương bay đi. Những bùa chú này trên không trung vậy mà hóa thành từng đoàn băng khối, còn như mưa to gió lớn bắn về phía tri chu vương. Đinh đinh đinh. Cái kia vô số băng khối hung hăng đập vào tử vong tri chu vương trên thân. Nhưng tri chu vương chẳng những không có thụ thương, ngược lại là híp mắt, toát ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả.